Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngay khi không khí lạnh suy yếu và rút dần sang phía đông, thì vùng áp thấp phía Tây đã nhanh chóng mở ra, chi phối toàn bộ thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, khiến cho cảm giác rét đã giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện vào đêm và sáng sớm. Đến trưa chiều thì thời điểm mà vùng áp thấp phía Tây hoạt động mạnh mẽ nhất, tạo điều kiện cho mây mỏng dần và trời chuyển được nắng đẹp. Nên nhiệt độ trưa nay ở hầu khắp khu vực cũng có sự tăng dần, phổ biến từ 25 đến 27 độ. Thời tiết có thể nói rằng tương đối ủng hộ cho các hoạt động vui chơi ngoài trời của người dân. Theo dự báo của các chuyên gia về thời tiết, chỉ trong 2 ngày sắp tới, Bắc Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết tốt, trời khô ráo và có nắng ấm. Tình trạng sương mù vào sáng sớm cũng bắt đầu giảm dần, chỉ còn nhiều ở các tỉnh vùng ven biển. Sau đó thì tới ngày thứ 3 của tuần tới, một đợt gió mùa đông bắc với cường độ khá mạnh sẽ lại di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Như vậy là từ ngày thứ ba trở đi thì trời bắt đầu chuyển sang tình trạng nhiều mây, có mưa rào và dông ở diện rải rác. Cũng trong ngày hôm ấy thì gió đông bắc sẽ mạnh dần lên ở vùng ven biển, duy trì ở mức cấp 6, có lúc cấp 7 và giật trên cấp 7. Bên cạnh đó thì các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn là nơi đón gió đông bắc với cường độ mạnh nên sẽ phải hết sức chú ý tới một số hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc làm tốc mái nhà, gió giật mạnh làm đổ gãy cây cối. Xuống tới khu vực các tỉnh miền Trung, trong 3 ngày tới thì chưa có hình thế thời tiết xấu nào gây mưa cho khu vực này. Do vậy, toàn bộ các tỉnh Nam miền Trung trời phổ biến nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Tuy nhiên thì 3 tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thuộc Bắc Trung Bộ thì thời tiết cũng sẽ chuyển xấu từ tối ngày thứ 3. Ngay khi mà khối khí lạnh tràn xuống vùng này, mưa rào và dông lại kéo đến và gió đông bắc mạnh dần. Tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên lại trở lại những ngày thời tiết khô nóng ít mưa, tuy nhiên chiều cường tại vùng hạ lưu các sông Nam Bộ vẫn còn đang tiếp tục lên trong những ngày tới và ở mức cao, có khả năng sẽ đạt đỉnh trong ngày hôm nay và ngày mai, nên người dân cần đề phòng hiện tượng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp vào khoảng thời gian từ 4 đến 7 giờ sáng và từ 16 đến 19 giờ chiều. Ngay sau đây là phần dự báo cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày 16 và ngày 17, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nền nhiệt tăng. Sang ngày 18, trời nhiều mây, gió đông bắc mạnh, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ bắt đầu giảm từ 2 đến 3 độ so với ngày 17. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, vào ngày Chủ nhật và ngày thứ hai thì đêm và sáng nhiều mây, phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày từ 25 đến 27 độ. Sang đến ngày thứ ba thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc mạnh, đặc biệt là ở vùng Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng ven biển Quảng Ninh tới Thái Bình, nhiệt độ bắt đầu giảm từ 3 đến 4 độ so với ngày 17. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, phần phía Bắc thì sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều, đạt ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Từ chiều tối và đêm ngày 18 thì các tỉnh phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh dần, mưa lan dần xuống phía Nam trong ngày 19. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng trở lại, nhiệt độ trưa và chiều phổ biến trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới vẫn là thời kỳ ít mưa tại khu vực, mưa chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi vào lúc chiều tối và đêm với lượng không đáng kể, còn ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều cũng có xu hướng tăng và đạt ngưỡng từ 29 đến 31 độ. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới thì khu vực duy trì trạng thái mây thay đổi, ngày nắng ít mưa, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh miền Đông sẽ tăng lên mức 34 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên thì chiều cường ở mức cao nên cần đề phòng hiện tượng ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và xâm nhập mặn vùng cửa sông. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, trong 2 ngày đầu, trên toàn khu vực Biển Đông, thời tiết chuyển sang trạng thái tạnh ráo và ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển dần sang hướng Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4. Trong khi đó, tại khu vực giữa và phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao dưới 2 mét. Riêng khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, từ ngày 17 thì mây dông có khả năng sẽ xuất hiện trở lại, gây mưa và ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của tàu thuyền. Từ ngày 18 trở đi, thời tiết chuyển xấu trên toàn vịnh Bắc Bộ và vùng Bắc Biển Đông, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, trời nhiều mây dông, có mưa rào, biển động với tầm nhìn xa giảm. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là 2 ngày đầu thời tiết tiếp tục duy trì có nắng ít mưa trên cả nước. Tiếp đó từ ngày 18 thì một đợt gió mùa đông bắc khá mạnh tràn về, gây biến đổi thời tiết gió mạnh, mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ bắt đầu hạ dần, một số nơi trời chuyển rét từ đêm ngày 18.
Thời tiết các tỉnh Trung Trung Bộ vào đến Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn duy trì khô ráo, ít mưa, có nắng nhiều trong những ngày tới. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại cho các bản tin thời tiết tiếp theo.